quý vị và các bạn, giai đoạn chuyển đổi từ mầm non lên tiểu học là một bước ngoặt quan trọng đối với trẻ. Sự thay đổi về môi trường học tập hay giờ giấc sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý của trẻ. Để có thể chuẩn bị cho trẻ một tâm lý tốt nhất trước khi bước vào lớp 1, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi và trò chuyện với chuyên gia tâm lý, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hương để có thể chia sẻ rõ hơn với quý vị về vấn đề này. Cảm ơn chị Hương đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa chị, những vấn đề tâm lý nào có thể nảy sinh ở trẻ khi trẻ bước vào lớp 1 ạ? Cái tâm lý của các bạn trước khi vào lớp 1 thì nó cũng chưa nhiều lắm. Theo cái nghĩa là các bạn chưa hình dung ra được cái môi trường của lớp 1 là những gì. Và vì vậy thì các bạn vẫn giữ nguyên cái tâm thế của mẫu giáo. Và các bạn cũng sẽ không thể hình dung ra được là khi mình vào lớp thì mình sẽ phải ngồi bàn ngồi ghế này. Đấy, và mình phải ngồi yên trật tự này. Rồi là mình muốn phát biểu thì mình phải giơ tay này. Và các bạn vẫn giữ nguyên cái tâm trạng của mẫu giáo là thích thì các bạn ấy sẽ nói, thích thì các bạn sẽ trả lời. Và do đó thì trước khi mà bước chân vào lớp 1 ý, thì các bạn vẫn còn những cái tâm lý rất là non nớt của những cái đứa trẻ ở mẫu giáo. Và các bạn ấy sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn nếu như là người lớn không chuẩn bị cho các bạn một cái tâm lý đủ để các bạn có thể thích nghi được với cả môi trường học tập ở trong trường tiểu học. Dạ vâng, khi trẻ bước vào lớp 1 thì chắc hẳn là phụ huynh nào cũng có tâm lý là rất lo lắng, thế nhưng không phải phụ huynh nào cũng biết cách để đồng hành cùng với con. Vậy thì theo chị, các bậc phụ huynh chúng ta cần phải làm gì để có thể chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho con trẻ khi bước vào lớp 1 ạ? Các bố, các mẹ đa phần sẽ rất là căng thẳng với cái việc là bây giờ năm nay thì các con sẽ vào lớp 1 thì mình sẽ phải làm gì? Các bố, các mẹ cũng cần phải có một cái sự chuẩn bị về mặt tâm thế cho chính bản thân thì mới có thể chuẩn bị được cái tâm thế cho các con. Điều quan trọng là các bố, các mẹ coi cái việc học của các con ấy, nó cũng giống như là vừa học vừa chơi ấy. Ở cái tiểu học nó là như thế. Và vì vậy thì đừng đặt trọng quá cái câu chuyện là con phải đạt điểm tốt, con phải thật sự kỷ luật, con phải thật sự biết lắng nghe các thứ vân. Bởi vì các con sẽ được tập dần ở trong cái môi trường học tập và các thầy các cô sẽ dạy cho các con. Vì vậy thì các bố các mẹ nên chuẩn bị một số vấn đề cho các con. Ví dụ như là các bố các mẹ có thể trò chuyện với các con là năm nay con sẽ vào lớp 1, con sẽ có các bạn mới, không phải như các bạn ở mẫu giáo nữa. Các con sẽ gặp các cô giáo mới và các con sẽ phải tuân thủ những cái quy luật ở trong nhà trường. Khi mà đã quyết định được là môi trường nào cho các con học rồi thì các bố các mẹ sẽ đưa các con đến cái môi trường đấy. Để làm gì? Để các con trải nghiệm cái không gian của trường học, các con trải nghiệm cái bầu không khí ở trong cái môi trường đấy để các con có một cái cảm giác về môi trường. Cũng nên là đưa các con đi ra các nhà sách để các con trải nghiệm cái không gian, để các con lựa chọn những cái đồ dùng học tập mà các con thích. Cũng cân nhắc về cái việc là cho các con rèn luyện thêm một số những cái kỹ năng mềm, ví dụ như là học vẽ hay là học một cái gì đó. Nhưng mà phải dựa trên cái sự yêu thích của các con. Thì dần dần như vậy, với cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần cho các con như vậy, thì khi các con bước chân vào lớp 1 nó sẽ dễ chịu hơn. Dạ vâng, thưa chị. Vậy thì các bậc phụ huynh chúng ta cần phải rèn luyện cho con những kỹ năng hay là những thói quen gì để con có thể sẵn sàng hòa nhập cùng với một môi trường mới ạ? Cái điều đầu tiên, kỹ năng đầu tiên mà bố mẹ cần phải nói chuyện với các con trước khi các con vào lớp 1 đấy là sự biết chờ đến lượt và cái sự kiên trì. Các con ở mẫu giáo rất gây hấn, không hài lòng một cái là sẽ đập cho các bạn một cái luôn, đau. Đấy, và thể hiện cái sự khó chịu của mình. Thế nhưng mà nếu mà như vậy mà lại vào trong lớp 1 ý, thì các con sẽ va chạm với nhau ngay và sẽ đánh nhau ngay. Và cái sự đùa nghịch của các con ý, đôi khi là nó không, các con không kiểm soát được cái lực của bàn tay, của chân của mình, cho nên là dễ khiến cho các bạn đau. Do đó thì các bố các mẹ lại phải dạy cho các con là các con không được đùa quá trớn. Đấy, mà các con cũng phải biết là bảo vệ bản thân này, tự bảo vệ bản thân, nhưng là sự tự vệ thôi nhá, chứ không được là gây hấn đâu đấy. Mà cũng đồng thời là cũng phải biết là bảo vệ các bạn nếu như là các bạn bị gây hấn. Ở trong cái môi trường tiểu học, các con còn phải học thêm những một số những cái kỹ năng để phục vụ cho cá nhân, tức là các kỹ năng cá nhân và tự phục vụ bản thân. Ví dụ như là về cái chuyện là ăn uống này, ngủ nghỉ này, nếu như là các con học bán trú, rồi là các kỹ năng đi vệ sinh, giữ gìn vệ sinh bản thân. Thì đối với các con nó còn non nớt như vậy, nó chưa có nhiều cái kỹ năng mềm,
thì các bố các mẹ sẽ phải dạy dần dần. Nhưng mà lựa chọn những cái kỹ năng nào là những cái kỹ năng mà ban đầu dạy trước, còn những cái kỹ năng nào là sau thì mình sẽ tiến trong cả cái tiến trình học tập của các con để các bố các mẹ cùng với nhà trường sẽ dạy cho các con. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Hương đã dành thời gian để chia sẻ cùng quý khán giả của chương trình.